Yo, chào mừng anh em đến với Tokyo Camera Channel. Và tôi là Nguyễn Hoàng Phúc. Như ở số nhiếp ảnh các bản trước thì chúng ta đã tìm hiểu về những bước đầu tiên để đến với bộ môn nhiếp ảnh và cách để chọn thiết bị. Và trong clip lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một thứ không thể thiếu ở trong nhiếp ảnh, đó chính là chiếc máy ảnh. Intro nào. Intro nào. Và như chúng ta đã biết hoặc là chưa biết thì một chiếc máy ảnh sẽ có hai phần chính, đó chính là body hay còn gọi là thân máy và lens hay còn gọi là ống kính. Về phần body chúng ta sẽ nói ở phần video sau thôi nhé, không phải là số video sau nhé. Còn về phần lens, chúng ta sẽ có hai loại lens phổ thông nhất mà nhiếp ảnh gia nào cũng nên có, đó chính là lens zoom và lens fix. Về phần lens zoom thì chúng ta sẽ có phần đa năng hơn bởi vì nó có giải tiêu cự dài hơn và giúp chúng ta có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Còn lens fix, về phần lens fix thì sẽ có một tiêu cự duy nhất, tuy nhiên nó lại được trang bị một khẩu độ mở lớn và sẽ hữu ích hơn với chúng ta ở trong một số điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra chúng ta sẽ có những bộ phận đi kèm giống như là pin này, thẻ nhớ hay là sạc pin phòng những lúc mà chúng ta đi xa và pin không đủ chẳng hạn. Ok, chúng ta sẽ đến với bước cơ bản nhất trong chụp ảnh, đó chính là phải biết tháo và lắp lens. Ở đây, ở trong mỗi chiếc máy ảnh chúng ta sẽ có các dấu hiệu để nhận biết. Ok, tôi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ở mỗi đầu lens và mỗi đầu máy ảnh chúng ta sẽ có một ký hiệu nhận biết và chúng ta phải lắp cái đầu màu đỏ này. Ở đa số lens thì chúng ta sẽ có màu đỏ hoặc một số máy khác thì chúng ta sẽ có cả màu trắng nữa, nhưng mà ở dòng 5D4, dòng cao cấp mới nhất của Canon này thì nó chỉ có chấm đỏ này thôi. Ok, với chấm đỏ này chúng ta sẽ ghép hai cái lens này làm sao nó trùng nhau và bạn lúc nào nghe tiếng tách. Và như này chúng ta đã có quá trình lắp lens được rồi. Còn mỗi lần chúng ta muốn tháo lens thì chúng ta sẽ chỉ việc nhấn vào cái nút ở cạnh cái lens như này. Đây, nhấn vào và xoay ngược lại. Nhớ là xoay nhẹ thôi nhá. Còn nó mà rắc theo kiểu khác thì tôi không biết đâu. Và sau khi đã biết được cách tháo lắp lens thì chúng ta sẽ lắp nốt vào những cái phụ kiện chúng ta vừa giới thiệu, đó chính là phần thẻ nhớ. Thẻ nhớ ở 5D4 thì sẽ được lắp ở bên hông này, còn ở một số các thiết bị khác ở hãng khác như là Sony thì nó sẽ tích hợp ở phần pin luôn, còn Canon thì đa số nó sẽ ở cái phần hông như này. Ở đây tôi sẽ dùng thẻ SD. Ok, và phần pin, pin thì chúng ta sẽ lắp ở phần dưới máy. Pin Canon 5D4 hiện tại thì khá là đa dụng bởi vì là pin 5D4 cũng có thể dùng được cho tất cả những dòng máy ở thấp hơn giống như là 60D, 70D. Chúng ta nhớ lắp pin theo chiều hướng được chỉ ở trên pin nhé. Ok, sau khi đã tháo lắp pin và thẻ nhớ xong thì chúng ta đã có một bộ máy ảnh hoàn thiện và đã sẵn sàng để có những bức hình thật đẹp rồi. Như đã nói ở đầu video thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về body của một chiếc máy ảnh nhé. Đầu tiên có hai nút quan trọng không thể không kể đến, đó chính là nút bật, tắt nguồn và nút chụp ảnh. Ở nút chụp ảnh chúng ta sẽ có hai giai đoạn chính, đó chính là lấy nét và chụp. Chúng ta giữ nửa nút để có thể lấy nét mỗi khi chúng ta nghe thấy tiếng beep, là lúc đấy máy đã sẵn sàng focus vào chủ thể và việc của chúng ta là giữ nguyên thế tay và nhấn xuống một lần nữa để chụp ảnh. Tiếp theo, một nút cũng quan trọng không kém, đó chính là nút xoay chế độ. Đối với những bạn vừa mới làm quen máy ảnh
thì chúng ta nên vặn về chế độ auto. Vì lúc đấy chúng ta không cần can thiệp vào bất kỳ một thông số nào của máy ảnh hết, chỉ cần cầm máy lên và chụp ảnh. Quá đơn giản để chụp ảnh đúng không nào? Ở body có một phần gồ ghề lên, đó chính là khung ngắm. Khi nhìn vào khung ngắm, chúng ta có thể nhìn thấy được toàn thể vật được chụp và giúp chúng ta xác định điểm lấy nét dễ dàng hơn. Ở trên khung ngắm, chúng ta sẽ thấy một nút điều chỉnh DIO giúp chúng ta điều chỉnh độ rõ ở trong khung ngắm tùy theo thị lực của mỗi người. Trong điều kiện thiếu sáng, chúng ta không thể sử dụng khung ngắm viewfinder để xác định được nét. Thì lúc đấy, nút Live View sẽ giúp chúng ta hiển thị tất cả những hình ảnh ở trong khung ngắm qua màn hình hiển thị. Bên cạnh đó, trên màn hình hiển thị của chúng ta sẽ hiện lên tất cả những thông số chúng ta có, bao gồm khẩu, tốc và ISO. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có rất nhiều những nút chức năng khác, giống như là menu giúp chúng ta tùy chỉnh cài đặt của máy, hay là nút Quick Control giúp chúng ta tùy chỉnh những thông số của máy một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ có những phím tắt khác nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở những video sau nhé. Còn bây giờ, hãy cùng cầm máy lên và đi ra ngoài sáng tạo cùng Tokyo Camera nhé. Đi thôi nào. À quên mất, video nhiếp ảnh cơ bản của chúng ta lần này đến đây là hết rồi. Và đừng quên like và subscribe cho Tokyo Camera để theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, đi chụp ảnh thôi nào.